Sáng ngày 1 tháng 3, lực lượng vũ trang huyện Mường Lát đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2023. Tham dự có đồng chí Hà Văn Ca, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Triệu Minh Siết, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Bình, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, trưởng các phòng ban ngành của huyện, các đồng chí trong ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, ban chỉ huy quân sự tự vệ, trưởng các đơn vị tự vệ và đông đủ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mường Lát. Năm 2022, lực lượng vũ trang huyện Mường Lát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện được giao, góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Năm 2023, với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng, hiệu quả, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện với cường độ cao trong mọi điều kiện, đáp ứng nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị của từng đơn vị. Chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh thiên tai, đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn trong khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, thực hiện tốt công tác bảo đảm trong huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong suốt quá trình huấn luyện. Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang huyện nhà đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí đề nghị năm 2023, lực lượng vũ trang huyện nhà phải tiếp tục đổi mới, tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu, trực tiếp xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại địa phương. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối, gắn với phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phong trào thi đua đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lực lượng vũ trang huyện. Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu đã đi tham quan mô hình học cụ của các đơn vị tham gia huấn luyện và tổ chức duyệt đội ngũ, chạy biểu dương lực lượng trên các trục đường chính của xã Tam Trung nhằm tạo được khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu bước vào năm luyện quân mới.